công chúa kiểu này chắc chắn bạn chưa từng gặp bao giờ. Trong lúc ăn cơm, cô chán quá nên đốt tấm thiệp, nhưng vô tình lại đốt cháy tay áo của đại thần bên cạnh. Những người khác thì ăn từng miếng kem nhỏ, còn cô nàng thì múc nguyên thìa lớn và chẳng ngại đút thẳng vào miệng. Người khác thì nâng ly uống rượu, cô thì lấy một chiếc thìa lên gõ vào chiếc ly. Cuối cùng thì chiếc ly vỡ tan tành. Nhưng chuyện hài hước hơn còn ở phía sau. Cô bất cần làm rơi đồ tráng miệng xuống đất, liền lập tức cúi xuống gầm bàn nhặt. Và thế là vị khách bên cạnh liền, sau một tiếng kêu thất thanh, trái cây cũng bay khắp nơi. Nhưng bạn chắc chắn không ngờ được, chỉ vài tháng trước, cô bé vẫn còn là một cô học sinh cấp 3 bình thường. Cô tên là Mia Thermopolis, với mái tóc dài xoăn tự nhiên và cặp kính dày như hai cái đít chai, cộng thêm cặp lông mày rậm như hai con sâu gióm. Trong trường, cô thường hay bị nam sinh ngồi lên đùi, bởi cô như người vô hình nên họ thường không nhìn thấy. Khi chàng trai trong mộng hôn cô người yêu của anh ta, Mia đành đứng một bên liếm mép, trong lòng thầm nghĩ hương vị của nụ hôn sẽ thế nào. Trong cuộc thi hùng biện của lớp, Mia nhìn đám đông đang ngồi bên dưới, trong lòng vô cùng hồi hộp. Cô bắt đầu thở dốc, sau đó thì dạ dày bị nháo nhào. Mia nhanh chóng bịt miệng lại rồi lao ra khỏi phòng trong tiếng chế nhạo của đám đông. Mia vô cùng buồn bã trở về nhà, nhưng mẹ cô lại nói với cô rằng bà nội cô từ châu Âu xa xôi đã đến đây và còn muốn hẹn gặp cô. Mia chẳng chút hứng thú với chuyện này. Ngày trước là do bà nội cô bắt cha mẹ cô ly hôn nên cô chẳng hề muốn gặp bà lão đó, nhưng dưới sự thuyết phục của mẹ, cuối cùng Mia cũng đồng ý. Mia tìm đến địa chỉ nhà của bà nội cô, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc. Bà nội cô hóa ra là sống trong biệt thự, không chỉ nội thất trong căn biệt thự vô cùng xa hoa, hơn nữa còn rất nhiều vòng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Trong lúc cô bé đang hiếu kỳ xem những đồ trong nhà thì bà nội cô đã xuất hiện. Mia nhìn người phụ nữ vô cùng thanh lịch trước mắt, bỗng nhiên thấy hơi hồi hộp. Cô theo bà nội ra đến khu vườn phía sau, trà trong chén còn chưa uống hết liền nghe được một tin như sét đánh. Hóa ra bà nội cô là nữ hoàng vương quốc Genovia. Sau khi cha Mia mất, cô chính là người thừa kế duy nhất. Lần này bà nội cô đến là muốn kêu cô về nước kế thừa ngôi vị. Mia dường như không dám tin vào tai của mình nữa, cô bỗng vô cùng hoang mang. Nhưng bà nội cô vẫn thao thao bất tuyệt, đầu Mia như muốn nổ tung ra. Cô liền lớn tiếng kháng nghị, cháu không muốn làm công chúa gì cả. Nói rồi cô liền cầm ba lô lên và biến mất khỏi nhà của bà nội như một cơn lốc. Sau khi về nhà, cô tức giận trách mẹ, tại sao lại không nói với cô cha cô là dòng dõi hoàng thất. Mẹ cô không còn cách nào đành giải thích rằng đây cũng chỉ vì muốn cô có được một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng Mia vẫn không chấp nhận nổi, cô vô cùng ghét cái thân phận công chúa kia, cô chỉ muốn là người vô hình. Nhưng ngày hôm sau bà nội liền đến nhà, bà nói rằng nếu Mia không chịu thừa kế ngôi vị, vương quốc của họ sẽ rơi vào tay một tên bá tước. Nhưng thái độ của Mia vô cùng kiên quyết, cô không muốn làm người thừa kế gì cả. Trong lúc hai người còn đang giằng co, mẹ Mia liền nghĩ ra một cách, bà đề nghị cho Mia đi học lễ nghĩa hoàng gia trước để đối phó với vũ hội hoàng gia sắp tới đây, rồi sau đó mới suy nghĩ đến chuyện thừa kế. Ngày hôm sau khi tan học, Mia vội vàng chui vào xe riêng của bà nội chuẩn bị sẵn. Trên xe, cô bé cố gắng để mặc chiếc quần tất, nhưng chiếc quần tất dường như không nghe lời. Chiếc xe lạng lách một nhát, chiếc quần tất liền bị thắt nút. Trên bàn ăn, Mia bị buộc chặt trên ghế bằng một chiếc khăn. Cô giơ tay ra phía trước với mãi, cuối cùng mới lấy được lọ gia vị phía trước mặt. Nhưng điều tồi tệ hơn còn ở phía sau. Là một công chúa, cô nhất định phải biết nhảy. Sau một cú xoay người, thầy dạy nhảy kêu lên thất thanh. Đây chính là một phần trong kế hoạch làm công chúa. Mỗi ngày sau khi tan học, cô đều cáo biệt cô bạn thân rồi chạy đến nhà bà nội học lễ nghĩa. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, bà nội không kêu cô học lễ nghĩa hoàng gia mà mời đến một vị stylist nổi tiếng. Trong mắt của ông ta, bộ dạng hiện giờ của Mia đúng là xấu tệ. Ông ta tháo cặp kính như đít chai của cô xuống rồi bắt đầu sửa cặp lông mày sâu gióm, sau đó là dưỡng da, dưỡng tóc và làm móng. Sau khi tất cả các bước đã hoàn thành, được Mia với bộ dạng hoàn toàn mới xuất hiện, bà nội khen ngợi ngoại hình mới của cô hết lời. Mia cũng tò mò quay lại soi gương. Khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, bản thân cô cũng vô cùng kinh ngạc. Ngày hôm sau khi lên lớp, mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên về vẻ ngoài của cô. Nhưng niềm vui của Mia không được bao lâu. Stylist vì để khoe khoang thành tích của mình đã đem tin tức cô là công chúa vương quốc Genovia nói với truyền thông. Một đám phóng viên liền kéo đến rồi chặn đứng ở cổng trường học. Điều này khiến Mia bất an. Và trong bữa tiệc tối hôm đó, cô lại gây ra vô vàn những rắc rối. Điều này khiến cô cảm thấy mình thật sự vô dụng. Bà nội thấy Mia có vẻ buồn bã nên mời cô bé cùng đi chơi. Dưới sự dẫn dắt của Mia, bọn họ cùng chơi trò chơi dân gian và nếm thử những món ăn đường phố, cho dù Mia không cẩn thận đâm hỏng một chiếc xe buýt. Nhưng bà nội đã khéo léo giải quyết vụ tai nạn. Thái độ ung dung khoan thai của bà đã làm Mia cháy lên niềm tin vào chính mình. Cô khát vọng trở thành một người phụ nữ thanh lịch như bà nội. Thế là khi trở lại trường học, cô không còn lo sợ người khác nghị luận. Nhưng không khí trong trường đã thay đổi, một phần cũng vì thân phận công chúa của cô. Ai ai cũng nhận là bạn thân của công chúa, đến đâu cũng có người chào hỏi cô. Đến anh chàng Rose cô yêu thầm,
cũng chủ động mở lời hẹn hò cô. Hạnh phúc bất ngờ khiến Mia vô cùng vui sướng. Cô đứng trước gương, vô cùng hồi hộp chuẩn bị cho cuộc hẹn. Nhưng anh chàng Rose lại là một tên điểu cáng. Để dựa vào danh tính của công chúa, hắn mời một đám phóng viên đến, rồi cưỡng hôn Mia ngay trước ống kính. Mia vừa tức giận vừa kinh hãi. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Mia chui vào trong một chiếc lều, định cải trang để trà trộn vào đám người. Nhưng mấy đứa con gái ghen tị đã lặng lẽ kêu phóng viên đến, rồi sau đó lật tung chiếc lều lên. Mia chỉ quấn mỗi chiếc khăn và cứ thế xuất hiện trước đám đông. Những hình ảnh nhạy cảm của Mia tràn ngập mặt báo và được truyền khắp trường học. Rõ ràng cô mới là người bị hại, nhưng ai ai cũng cười nhạo cô bé. Bà nội vô cùng bực mình và nặng lời với cô. Cho dù Mia đi đến đâu cũng có người cười nhạo cô. Mia ôm mẹ rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ. Nhưng một hôm bà nội lại đến nhà và xin lỗi cô vì thái độ lạnh nhạt với cô hôm trước, rồi nói rằng cô có thể không làm người thừa kế, chỉ cần cô công khai tuyên bố trong vũ hội. Bà nội còn đem cho cô di vật của cha cô. Đây là món quà sinh nhật 16 tuổi ông dành cho cô. Đó là một cuốn nhật ký ghi chép hàng ngày. Mia chậm chậm mở ra, một bức thư bỗng rớt xuống. Trong bức thư, cha cô viết: dũng cảm không phải là không còn sợ hãi, mà là có thể trong lúc sợ hãi phát hiện ra những thứ còn quan trọng hơn nữa. Dũng cảm mặc dù không phải sẽ giải quyết được mọi thứ, nhưng sợ hãi mãi mãi sẽ không làm được gì. Cha Mia mong cô sẽ dũng cảm đối mặt với cuộc đời của mình. Sau khi Mia đọc xong bức thư, cô lập tức hiểu được nỗi khổ tâm của ông. Nhưng lúc này vũ hội cũng đã bắt đầu. Mia vội vàng khoác áo lên và đi xuống lầu. Vừa bước ra ngoài thì gặp cơn mưa lớn. Cô kéo mũ áo lên và vội vàng leo lên xe. Nhấn ga mãi cuối cùng mới nổ máy được. Cô loạn choạng lái xe về phía vũ hội. Nhưng giữa đường thì xe hỏng. Trong lúc Mia đang nằm vật ra ghế và khóc, thì chiếc xe riêng của bà nội xuất hiện, sau đó đón cô đến vũ hội. Dưới ánh mắt soi xét của đám người, Mia bước lên bục phát biểu. Lúc này mái tóc dài của cô vẫn còn ướt sũng, cùng chiếc áo thể thao và chiếc quần bò ướt. Nhưng cô lại dũng cảm hơn bao giờ hết. Mia thẳng thắn thừa nhận với mọi người rằng trước ngày hôm nay, cô quả nhiên là một người yếu đuối và tự ti. Nhưng dưới sự động viên của mẹ và những lời dặn dò mà cha cô để lại, đã khiến cô có dũng khí để đối mặt với khó khăn, nên cô quyết định chấp nhận thân phận công chúa. Mia vừa mới dứt lời, mọi người có mặt liền đồng loạt vỗ tay. Tất cả đã bị cảm động bởi tình cảm chân thành của Mia. Bà nội cô thì cảm động đến rơi lệ. Bà tự mình đeo vương miện cho Mia. Sau đó Mia liền thay bộ lễ phục công chúa và nhảy cùng chàng trai luôn bên cạnh cô là Michael. Michael vô cùng hồi hộp hỏi Mia tại sao cô lại lựa chọn mình. Nhưng Mia lại nói với cậu rằng những người khác chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng hiện giờ của cô, nhưng Michael thì khác. Khi cô còn là người vô hình, cậu đã để ý đến cô. Nói xong hai người ôm hôn nhau. Đến đó, lễ trao vương miện cho công chúa cũng kết thúc. Vẻ ngoài xinh đẹp mặc dù thu hút, nhưng điều đáng quý hơn nữa, đó là một trái tim chân thành dũng cảm. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng sẽ là công chúa, nhưng ai cũng có thể dũng cảm đối diện với cuộc đời mình. Giống như cha Mia đã nói, dũng cảm tuy không thể giải quyết tất cả, nhưng sợ hãi sẽ vĩnh viễn chẳng thể làm được việc gì.